quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 31 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin như thường lệ là các thông tin thời tiết trong tỉnh. Đêm nay và ngày mai, thời tiết tại các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh chưa có thay đổi đáng kể, cơ bản vẫn thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và tham quan du lịch. Cụ thể, tại khu vực miền Đông, trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời hưởng nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 24 cho tới 29 độ. Đó cũng là kiểu thời tiết chủ đạo tại các địa phương miền Tây và tại thành phố Hạ Long. Song nền nhiệt độ tại đây thấp hơn đôi chút so với khu vực miền Đông, phổ biến từ 25 cho tới 28 độ, tiết trời vẫn tương đối dễ chịu đối với vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, thời tiết cơ bản cũng là nhiều mây, tạnh giáo, hửng nắng vào trưa chiều, nhiệt độ giao động từ 24 cho tới 28 độ. Trên biển có gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 1, cấp 2, tầm nhìn xa 10 km nên không gây trở ngại cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt thủy sản của bà con ngư dân. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh, còn bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước đêm nay và ngày mai. Vùng thấp nóng phía tây phát triển và mở rộng về phía đông nên nhiệt độ tại miền Bắc tiếp tục tăng. Trong đêm nay hầu như không có mưa, chỉ khu vực ven biển phía đông bắc bộ còn có sương mù nhẹ, nhiệt độ phổ biến cao trên 20 độ. Sang ngày mai, các tỉnh Tây Bắc Bộ trời nắng mạnh từ sớm, nhiệt độ cao, giao động từ 34 cho tới 37 độ, nắng nóng xảy ra trên diện rộng. Còn tại khu vực Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cũng ở mức từ 33 cho tới 36 độ. Nắng nóng xảy ra cục bộ một vài nơi. Với các tỉnh miền Trung, ngày mai suốt từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Ngãi đều có nắng nóng với nhiệt độ cao phổ biến từ 35 cho tới 37 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc và Trung Trung Bộ sẽ nắng nắng gay gắt với nền nhiệt độ phổ biến từ 37 cho tới 39 độ, có nơi trên 40 độ. Vì vậy, người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống cháy nổ và tránh nắng khi ra ngoài để bảo vệ sức khỏe. Trong khi đó, ở khu vực Tây Nguyên cũng như là ở Nam Bộ, trong ngày mai trời có nắng từ sớm. Nền nhiệt tại Tây Nguyên không quá cao, giao động trong khoảng từ 33 cho tới 35 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ, nắng nóng xảy ra trên diện rộng với mức nhiệt phổ biến từ 34 cho tới 36 độ. Một số nơi có thể vượt ngưỡng 37 độ. Trên biển, ở Vịnh Bắc Bộ trong đêm nay và ngày mai có hướng gió Nam với cường độ ở cấp 5, cấp 6, biển động nhẹ. Còn ở khu vực phía Bắc của Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa, tịnh hành gió hướng Đông Nam ở cấp 4, cấp 5. Khu vực phía Nam của Biển Đông và vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió nhẹ, tàu thuyền có thể lưu thông bình thường.